Lệ Quyên đưa mẹ lên biệt thự ở Đà Lạt nghỉ dưỡng. Ca sĩ Lệ Quyên đưa mẹ, bạn trai cùng một số người thân, bạn bè đi nghỉ dưỡng ở căn biệt thự phong cách châu Âu của cô tại Đà Lạt. Lệ Quyên cho biết cuối tháng 8, cô ra Hà Nội đón mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng mình. Giấc mơ có thật. Bao nhiêu năm nay tôi dụ mãi mà mẹ vẫn yêu Hà Nội không chịu vào ở với con gái út. Tôi không dám ép, chỉ kiên trì thuyết phục và thật tuyệt khi vào đúng mùa lễ Vu Lan năm nay, mẹ đã đồng ý, Lệ Quyên nói. Nhân dịp Quốc Khánh 2/9, Lệ Quyên đưa mẹ cùng một số người thân, bạn bè lên tham quan, nghỉ dưỡng ở căn biệt thự triệu đô của cô tại thành phố Đà Lạt. Đây là chuyến du lịch đầu tiên của mẹ Lệ Quyên, từ khi vào miền Nam sống với con gái. Được đoàn viên bên những người mình yêu thương thật hạnh phúc. Đón được mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh, cuộc sống của tôi càng trọn vẹn. Tôi dự định sắp tới sẽ đưa mẹ đi chơi khắp thế gian, Lệ Quyên cho hay. Cầu thang lát gỗ trong biệt thự ở Đà Lạt là nơi Lệ Quyên thích đứng tạo dáng chụp ảnh. Cơ ngơi của ca sĩ rộng rãi, được xây dựng theo phong cách tối giản, trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, cao cấp. Lần đầu tới thăm biệt thự của ca sĩ, bạn bè, người thân cùng nữ chủ nhân ghi lại kỷ niệm tại những góc đẹp trong ngôi nhà. Lệ Quyên được nhiều người khen ngày càng trẻ trung, lão hóa ngược ở tuổi ngoài 40. Ca sĩ cho biết cô thích mặc đẹp, biết chăm sóc bản thân, không tiếc tiền đầu tư mua sắm váy áo, phụ kiện hàng hiệu. Bạn bè, khán giả nhận xét Lệ Quyên trông như nàng công chúa trong bức ảnh để chân trần nhảy múa, xoay váy. Ca sĩ trang hoàng cơ ngơi ở Đà Lạt bằng những bình hoa, khung ảnh lưu niệm của cô và người thân, tạo không khí ấm áp, sinh động. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên hiện có bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam. Ngoài biệt thự ở Đà Lạt, ca sĩ 8X còn có cơ ngơi theo phong cách châu Âu tại Hà Nội và hiện sống cùng mẹ. Bạn trai ở biệt thự 600m² tại thành phố Hồ Chí Minh, bên Mỹ, Lệ Quyên cũng tậu cơ ngơi 400m² từ năm 2017 làm nơi nghỉ ngơi khi sang đây lưu diễn đồng thời để dành cho con trai khi bé qua nước ngoài du học. Theo Lệ Quyên, một không gian sống đẹp giúp cô thấy thoải mái và luôn muốn được về nhà, tận hưởng thời gian quay cùng bên gia đình nhiều hơn. Trong chuyến đi Đà Lạt đầu tháng 9, Lệ Quyên tranh thủ dạo chơi, hít thở không khí ở thành phố cao nguyên, chụp nhiều ảnh với không gian thơ mộng, lãng mạn. Lệ Quyên tạo dáng, biểu cảm trầm tư trước ống kính của bạn trai Lâm Bảo Châu. Bức ảnh này nhận được nhiều lời khen của fan. Đi dạo cùng nhau, Lệ Quyên cũng làm khó nháy cho người yêu 9X. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.